Dạ vâng, ô tô cũ Đoàn Nghị có địa chỉ ở số 1 Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh mua bán ô tô cũ của Đoàn Nghị. Hôm nay em lại tiếp tục lên sóng một mẫu xe Hyundai Grammy 10 có năm sản xuất 2017, phiên bản là số sàn máy 1.2 bản đủ, tư nhân chính chủ biển Hưng Yên, 89A 22071. Con này là form mới các bạn nhá. Hiện tại trước này đang có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị. Bên em là đơn vị chuyên kinh doanh, mua bán, ký gửi tất cả các dòng xe ô tô cũ từ 2 đến 8 chỗ ngồi. Bác nào mua xe cũng như bán xe thì hãy cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em hãy nhớ ủng hộ em bằng cách like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Và sau đây em sẽ quay qua một vòng thân vỏ các bác được xem này. Vâng, sơn xi của chiếc xe màu bạc các bác nhé. Trang bị la răng đúc bột bánh, trang bị túi khí ABS đầy đủ, gương kính chỉnh điện, cụp xòe nguyên bản theo xe. Độ đồng sơn zin của chiếc xe của Hyundai Grammy 10 này còn rất là nhiều các bác nhé. Hai cặp đèn phanh của xe này rất là sáng bóng đều nhau. Một mẫu xe gia đình, tư nhân chính chủ, không taxi, không dịch vụ. Một chủ từ mới các bác nhé. Form dáng rất là đẹp. Dòng Hyundai thì máy móc của nó rất là lành, đồ đạc thì rất là dễ thay thế các bác nhé. Chiếc này đã được trang bị màn hình cam nồi đầy đủ. Sơn xi của nó các bác này, led căng các bác nhé. Bản sedan hai đầu, máy 1.2, rất là tiết kiệm nguyên liệu. Máy chất cầm chắc vô số mòn, máy số zin, zin từ con ốc các bác nhé. Sau đây em sẽ tiến vào phần gầm xe cho các bác xem này. Vâng, đây là phần gầm của xe này. Các bác xem gầm bệ của nó chắc lịch luôn, không hề có dấu hiệu mục mọt. Máy chất cầm chắc cô số ngọt, máy số zin. Trang bị cảm biến lùi, cảm biến va chạm đầy đủ. Màn hình cam lùi. Hai cặp đèn phanh của xe rất là đều nhau. Xăng 5.6 trên 100 km, đường hỗn hợp. Phần lóc của xe này không hề có dấu hiệu mục mọt chi. Đây là một mẫu xe i10, bản sedan hai đầu, máy 1.2 bản đủ, form mới. Đây là phần quả lốp đằng sau bên phụ qua nhá. Lốp dép rất là ok, khe mũi rất là dày. Tất cả những cái cua lốp không hề có dấu hiệu mục mọt, không hề mục mọt. Bốn vỏ đo răng rất là đẹp luôn. Sau đây em sẽ tiến vào phần nội thất xe cho các bác xem này. Vâng, đây là phần nội thất của xe này. Ghế da trang bị hai màu, màu đen và màu kem, rất là sạch sẽ đẹp đẽ. Đây là một mẫu xe gia đình, tư nhân chính chủ biển Hưng Yên. Bậc lên xuống đã được ốp inox mạ chrome, nhãn hiệu của i10. Phần hốc bản lề đó, có xem hốc bản lề chưa hề động đến ca lê mà đấy. Phần đinh tán răng giật nguyên zin, đinh tán răng giật nguyên bản. Phần táp ly của cánh cửa đằng sau bên phụ đấy, có xem táp ly của nó này rất đẹp, âm thanh vũ trường cực hay. Tất cả những cái khung cánh cửa các bác này không hề có dấu hiệu mục mọt, không mục mọt. Phần keo chỉ, keo chỉ zin các bác nhá, keo chỉ zin luôn. Đấy, hộp sàn ba bô lê đấy, có xem hộp sàn của nó này rất đẹp luôn. Phần trần của xe nó là trần nỉ nguyên bản theo xe, đã bọc một lớp ni lông bên ngoài. Đó, các bác xem rất đẹp luôn. Một mẫu xe gia đình, tư nhân chính chủ biển Hưng Yên, không taxi, không dịch vụ. Còn đây là phần hàng ghế đằng trước các bác nhé. Đấy, ghế da trang bị hai màu rất đẹp luôn.
sạch sẽ đẹp đẽ các bác này. Đấy, khóa khiển nguyên bản theo xe, đề lỗ sắp đặt tốt, tích hợp trên mô lăng, vô lăng 3 chấu, táp lô của xe các bác này, màn hình cam nùi đầy đủ, phần bậc lên xuống, Mobilock mạ chrome, ốc áp bản đề chưa hề động đến kale mỏ led, phần cột kèo, các bác xem tất cả những cái cột kèo đinh tán, nó là zin nguyên bản theo nhiều máy các bác nhá, không đâm xô, không tai nạn, không ngập nước, không taxi, không dịch vụ, máy chất gầm chắc, côn số ngọt, máy số zin. Bác nào mà đúng chân mẫu xe này mua về chỉ việc cả đổ xăng và sử dụng thôi. Táp ly cánh cửa, phần khung cánh cửa, phần keo chỉ, keo chỉ zin. Đấy, keo chỉ zin các bác nhá, máy số zin, nội thất zin nguyên bản, xi nhan trên gương, gương kính chỉnh điện cụm xe, đăng kiểm tháng 9 năm 2021. Phần lốc của xe này, đây là phần của lốp đằng trước bên phụ các bác nhá, các bác xem lốp dép rất là ok, vua lốp không hề mù mọt, lốp dép khe múi rất là dày, sơn si của nó led căng. Đây là một mẫu xe gia đình bản sedan hai đầu, máy 1.2 form mới, mang biển kiểm soát Hưng Yên, hai cặp đèn pha, hai cặp đèn gầm của xe nguyên bản theo xe. Dòng Hyundai thì các bác đã biết đấy, máy móc của nó rất là lành, đồ đạc thì rất là dễ thay thế. Tư nhân chính chủ, một chủ tư mới, không taxi, không dịch vụ. Sau đây em sẽ tiến vào phần cốp sau xe cho các bác xem này. Đấy, cốp xe thì mở bằng khóa khiển các bác nhá, mở bằng khóa khiển đây. Còn đây là phần cốp sau xe các bác này, bản sedan hai đầu, cốp của nó rất là rộng rãi luôn. Phần đinh tán giằng giật má nước nguyên zin, hai bên các bác này đều tăm tắp luôn, không đâm xô, không tai nạn, không ngập nước, không taxi, không dịch vụ. Một mẫu xe gia đình, tư nhân chính chủ, một chủ tư đầu. Đây là phần lớp sô cua các bác nhé. Đấy các bác xem lớp sô cua, sàn xe không hề mù mọt, kích tròng đầy đủ, lớp sô cua vẫn còn nguyên bản. Và sau đây em sẽ tiến vào phần quả lốp đằng sau bên lái các bác này. Đấy các bác xem, lốp dép bốn quả lốp rất là đều nhau luôn, vẫn qua ta lông, khe múi rất là dày, cua lốp không hề có hiện tượng mù mọt, không hề mù mọt, không taxi, không dịch vụ. Tay lắm mở cửa, ốp inox mạ chrome. Phần táp ly cánh cửa các bác xem vẫn còn gai sần, đấy, chưa có hề có sự hao mòn mấy. Tất cả những khung cánh cửa vẫn nguyên bản theo nhà máy sản xuất, không mù mọt, không taxi, không dịch vụ. Phần cột kèo đinh tán các bác này, các bác xem cột kèo đinh tán zin, cột kèo đinh tán zin nguyên bản, máy số zin. Nội thất ghế da hai màu, màu đen và màu kem, sạch sẽ đẹp đẽ. Cửa đóng phập phập. Phần táp ly cánh cửa đằng trước bên lái các bác này, bảng tổng của gương kính chỉnh điện cụp xòe nguyên bản theo xe. Tất cả những keo chỉ khung cánh cửa không hề có hiện tượng mù mọt, keo chỉ zin cả xe, không mất đến một phần. Đây là một mẫu xe gia đình, bác nào mà đúng chân mẫu xe này mua về sử dụng gia đình rất là ok, hoặc làm dịch kinh doanh vận tải
Dòng Hyundai thì máy móc rất là lành, đồ đạc thì rất là dễ thay thế, tem mác theo nhà máy sản xuất. Hyundai Grand i10 ốc áp bản đề chưa hề động đến ca lê mở lên. Phần cột kèo đinh tán, coi xem cột kèo đinh tán nó là zin nguyên bản luôn, có zin nguyên bản luôn, không hề mất đến một cái đinh nào. Sau đây em sẽ tiến sâu vào bên trong nội thất cho các bác xem các bác nhé. Vâng, đây là phần bô lăng của xe các bác này. Đấy, bô lăng nó là bô lăng 3 chấu, trang bị túi khí an toàn cho người lái, tích hợp trên bô lăng. Đấy, tích hợp bàn phím trên bô lăng các bác này. Sau đây em sẽ lổ máy nữa các bác nhé. Đấy, chìa khóa thì em để đây. Đấy, em sờ cái nó lổ ngay các bác này. Đó, lổ ngay các bác nhé. Trang bị túi khí ABS đầy đủ. Mặt đồng hồ thì không báo một lỗi gì các bác này. Đó, xi nhan báo rẽ, hoạt động rất là trơn tru. Đấy, đang bị phản chiếu ánh nắng mặt trời thì nó hơi lóa lóa một chút các bác nhé. Phun nước gạt mưa, hoạt động rất là trơn tru. Màn hình, đó, màn hình này, em vào số lùi này xem có cam lùi không này. Đó, màn hình cam lùi, hai màn hình các bác nhá. Màn hình cả trên gương này. Đấy, cam lùi trên đây các bác nhá. Đấy, điều hòa thì rất là mát, tất cả những cái nút điều hòa này chưa hề có sự hao mòn mấy. Phần quả số này, đấy, côn số thì ngọt ngào. Đấy, em vào số cho các bác xem này. Đấy, rất là trơn tru các bác nhá. Đấy. Đấy, lùi tiến này. Đấy. Phần phanh tay, đây là phần chắn nắng này, rất là sạch sẽ đẹp đẽ. Gương trang điểm, bật đèn trần hai bên đầy đủ, chắn nắng hai bên, gương chiếu hậu, phần gương cụp xe đó, gương chỉnh điện 4 chiều đầy đủ hai bên các bác nè. Đấy, rất là ok. Phần kính lên xuống hoạt động rất là trơn tru. Đó, phần đèn trần phía sau. Đó, chân nỉ bên trong, bên ngoài bọc một lớp ni lông bảo vệ. Máy chất gầm chắc côn số ngọt, âm thanh vũ trường. Đấy, tích hợp trên bô lăng các bác này, hoạt động rất là trơn tru. Mặt đồng hồ này không báo một lỗi gì. Đấy, con này mới chạy được có 4 vạn các bác nhá. Đấy, tư nhân chính chủ, không taxi, không dịch vụ, một mẫu xe gia đình, xe thật đẹp luôn các bác nhá. Sau đây em sẽ tiến vào phần tổng quan khoang máy cho các bác xem nhá. Vâng, đây là phần tổng quan khoang máy của chiếc Hyundai Grand i10 sản xuất 2017 các bác nhé. Đấy, form mới, máy chất gầm chắc côn số ngọt, máy số gì, máy lổ rất là êm, tất cả những cái đinh tán càng giật nguyên zin. Phần ủ giảm sóc các bác này nguyên bản, tất cả ốc ác chưa hề động đến ca lê một lết. Phần cụm chia ABS chống sơn, chống trượt, chống bó cứng. Máy thì khô ráo chặt chẽ, zin từng con ốc, không đâm xô, không tai nạn, không ngập nước, không taxi, không dịch vụ. Chiếc này bên em đang chào bán với giá là 312 triệu đồng. 312 triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe i10 sản xuất 2017 bản đủ form mới, bản 4 máy các bác này, máy lổ rất là êm. Đấy, zin từ con ốc con nhá.
Đấy các bác xem, rất ok. Bác nào mà đúng chân mẫu xe này mua về chỉ việc cả đổ xăng mà sử dụng này. Tiếng máy đổ rất là êm. Máy số zin. Đây là phần tổng quan khoang máy các bác nhé. Còn đây là phần lắp cabo này. Đấy, ốc bác lắp cabo chưa hề động đến cale bolt này. Tất cả những định tán này zin nguyên bản. Keo chỉ zin. Keo chỉ zin 100% luôn. Không hề mất đến một phân. Tất cả những cái lỗ của nó không hề có dấu hiệu mo méo, tròn zin nguyên bản. Một mẫu xe Ki10 sản xuất 2017, số sàn máy 1.2 bản nổ, tư nhân chính chủ, một chủ từ mới, không taxi, không dịch vụ, với giá tiền là 312 triệu đồng. Bên em có bao rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho các bác. Con này nó form mới quá nhá, rất đẹp luôn. Dạ vâng, ô tô cũ Đoàn Nghị có địa chỉ ở số 1 Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Em vừa quay tổng quan tổng thể một mẫu xe Hyundai Grand i10 sản xuất 2017. Phiên bản là số sàn máy 1.2 bản đủ. Tư nhân chính chủ biển Hưng Yên. Hiện tại chỗ này bên em đang chào bán với giá là 312 triệu đồng. Bác nào mà đúng chân mẫu xe này thì hãy cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em. Theo số điện thoại 0964656865. Hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em lần đầu thì hãy nhớ ủng hộ em bằng cách like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Và xin chào và hẹn gặp lại anh em những video lần sau ạ.